đề 2, thực chiến đề lý thì người ta đang cho hai con lắc lò xo giống hệt nhau đặt trên cùng một nó phẳng nằm ngang. Thì biên độ của hai con lắc lần lượt là 3A và A. Thì chọn mốc thế năng ở của mỗi con lắc tại vị trí cân bằng của nó. Thì động khi động năng của con lắc thứ nhất bằng 0,72 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,24 J. Và khi thế năng của con lắc thứ nhất là 0,09 J thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu? Thì với bên này này, các em lưu ý cho anh này, con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai luôn dao động cùng pha, đúng không? Thế nên thế năng của nó, tỷ lệ thế năng của nó này, ET1 trên ET2 nó chính bằng A1 trên A2, đúng không? Thì nó cùng pha mà, thế nên cái này bằng 9, được chưa? 3 bình phương thì bằng 9. Mà ta có thế năng thì bằng gì nhỉ? Thì bằng cơ năng chuyển động năng, đúng không? Từ đây ta suy ra E1 trừ ED1 trên ED2, à ET2 nó chính bằng 9, đúng không? Mà này, khi động năng của con lắc thứ nhất bằng 0,72 J thì thế năng của con lắc thứ hai là 0,24 J. Vì thế người ta suy ra E1 trừ 0,72 trên 0,24 bằng 9. Đúng chưa? Từ đây ta suy ra E1 bằng bao nhiêu nhỉ? Bấm máy tính cho anh nào. E1 trừ đi 0,72 trên 0,24 bằng 9. 2,88 đúng không? E1 sẽ ra là 2,88. Mà ta có E1 trên E2 bằng bao nhiêu? Chính bằng A1 trên A2 đúng không? Bình phương, đúng chưa? Cái này đúng không? E1 trên E2 bằng A1 trên A2 bình phương. Thì nó bằng 9. Từ đây ta suy ra E2 bằng bao nhiêu nhỉ? Lấy 2,88 này chia cho 9. 2,88 chia 9 nó sẽ ra là 0,32. 0,32. Mà ta có này, khi thế năng của con lắc thứ nhất bằng 0,09 thì động năng của con lắc thứ hai là bao nhiêu? Thì ta có này, khi ET1 bằng 0,09 thì ta suy ra được này, 0,09 trên 0,32 trừ đi, xem nào, người ta đang hỏi là động năng con lắc thứ hai đúng không? Đúng rồi, trừ đi ED2 đúng không các em? Cái này cho bằng 9 thì mình thay cái này vào tỷ lệ MT1 trên ET2 thôi, được chưa? Thì từ đây sẽ tìm ra nhanh cái ED2 bằng gì nhỉ? Này, 0,09 trên 0,32 trừ Vic sẽ bằng 9, cho nên ta suy ra 0,31, được chưa? Cái này là 0,31. Rồi, thì thế năng à động năng của lớp thứ hai mà 0,31, từ đó ta chọn đáp án gì nhỉ? Suy ra ý A. Được chưa? Rồi cái dạng này ấy, thì được các thầy viết rất kỹ trong cuốn Không phải lý 3, vì thế em tìm đọc nhé. Rồi, chúc em học tốt.